Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính đáng chú ý sẽ có trong bản tin. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Indonesia bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị về xây dựng cộng đồng, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác. Sáng ngày 9 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 23, tập trung cho ý kiến về một số nội dung lớn như luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, để chính Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Tốc độ nhanh chóng của quá trình già hóa đã đặt ra Việt Nam nhiều thách thức, trong đó có vấn đề chăm sóc và đảm bảo tài chính cho người cao tuổi. Do đó, Việt Nam đang dần triển khai các giải pháp để chủ động thích ứng già hóa dân số. Già hóa dân số là sự chuyển đổi nhân khẩu học đang diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đó cũng là một cơ hội cho chúng ta, bởi già hóa dân số sẽ tạo ra nhiều dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều ngày 9 tháng 5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Hoàng hậu Bỉ Mathilde đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam với tư cách Chủ tịch danh dự Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Bỉ. Chia sẻ với Chủ tịch nước, Hoàng hậu Bỉ Mathilde cho biết bà mong muốn được chứng kiến những nỗ lực, thành quả và cả những khó khăn của Việt Nam trong việc chăm sóc cho 27 triệu trẻ em trên cả nước. Cụ thể, đoàn sẽ thăm các dự án hợp tác, mô hình giáo dục, chăm sóc trẻ, nhất là trẻ dân tộc thiểu số tại tỉnh Lào Cai. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam luôn chú trọng chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng trẻ trên nhiều phương diện. Tại Việt Nam, Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ và Phó Chủ tịch nước cũng là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em. Chủ tịch nước cảm ơn Bỉ và UNICEF đã phối hợp và dành nhiều nguồn lực giúp Việt Nam bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tin tưởng trong chuyến công tác tại Lào Cai tới đây, Hoàng hậu Bỉ sẽ chứng kiến những thành quả của Việt Nam trong công tác này, cũng như thấu hiểu hơn về những khó khăn trong công tác chăm sóc trẻ em vùng sâu, vùng xa. Chủ tịch nước cũng đề nghị Bỉ và UNICEF tiếp tục dành nguồn lực để Việt Nam hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Thưa quý vị, chiều ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Labuan Bajo, Indonesia, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Indonesia, Chủ tịch ASEAN 2023 Joko Widodo. Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, Bộ trưởng Vũ Lễ Tân, Bộ Ngoại giao Indonesia. Hội nghị lần này thể hiện mong muốn và nỗ lực của các nước phấn đấu đưa ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng, với vai trò dẫn dắt trong các tiến trình hợp tác và liên kết ở khu vực. Đặc biệt lần này, lần đầu tiên các nhà lãnh đạo sẽ có cuộc đối thoại với nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, bàn về những định hướng tương lai của ASEAN. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, qua đó tiếp tục thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên duy trì, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Và ngay sau khi đặt chân đến Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của nước chủ nhà Indonesia. Đánh giá cao việc Indonesia lựa chọn Labuan Bajo là nơi tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 và tin tưởng đây sẽ là cột mốc để thành phố phát triển thịnh vượng. Để thúc đẩy hợp tác hai nước toàn diện và sâu rộng hơn nữa, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước duy trì đà tăng trưởng thương mại, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia, tăng cường hợp tác biển, trong đó có việc triển khai đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Tổng thống Indonesia ủng hộ và đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định Indonesia luôn coi trọng tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định
Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác và ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2023, góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất, tinh thần tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN, thực thi đầy đủ DOC, thúc đẩy sớm đạt được một COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Cũng trong chiều ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Vui mừng gặp lại Thủ tướng Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Campuchia đã đăng cai và tổ chức rất thành công lễ khai mạc SEA Games 32, đồng thời tin tưởng Campuchia sẽ tổ chức thành công bầu cử quốc hội khóa 7 sắp tới. Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Cảm ơn Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ và cử lãnh đạo sang dự khai mạc SEA Games. Hai thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên. Các cơ chế hợp tác phát huy hiệu quả, đặc biệt là cuộc gặp cấp cao hai đảng vào tháng 2 vừa qua. Thời gian tới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các tuyên bố chung giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng thu hẹp. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ và hiệu quả, cùng chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng. Tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN chuẩn bị cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42, các nước nhất trí phối hợp tăng cường tinh thần độc lập và tự chủ của ASEAN, chủ động, linh hoạt trước các biến động, thực sự là trung tâm khu vực, hợp tác thực chất, đóng góp xây dựng cho ASEAN, ứng phó các thách thức vì hòa bình, ổn định và phát triển. Các nước tái khẳng định tinh thần xây dựng hợp tác, tương trợ dành cho Myanmar theo đồng thuận 5 điểm. ASEAN cũng tái khẳng định lập trường chung, phấn đấu vì Biển Đông, hòa bình, ổn định và hợp tác. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, tình hình đặt ra cho ASEAN cả cơ hội và thách thức, cần phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, thống nhất, tự chủ, hoàn thành sứ mệnh với hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Việt Nam sẽ cùng các nước xây dựng thành công COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5 tại thị trấn Labuan Bajo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên diễn ra trong năm nay dưới vai trò Chủ tịch ASEAN của Indonesia với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng. Phóng sự tổng hợp sau sẽ thông tin tới quý vị một số nét chính của hội nghị trước giờ khai mạc. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Labuan Bajo, nơi có điểm du lịch nổi tiếng là đảo rồng Komodo. Với chủ đề một ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Indonesia đưa ra nhiều ưu tiên, sáng kiến cụ thể nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN và đưa ASEAN trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu. Trong đó đặc biệt chú trọng đến an ninh năng lượng, an ninh lương thực, tự cường y tế, ổn định tài chính, kinh tế. Trọng tâm tất nhiên là làm thế nào để tiếp tục xây dựng ASEAN và duy trì ASEAN với tư cách là trung tâm tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, trước những bất ổn kinh tế toàn cầu, chắc chắn điều quan trọng với ASEAN là chúng ta phải tiếp tục hợp tác để đảm bảo rằng ASEAN vẫn hấp dẫn các nhà đầu tư từ bên ngoài khu vực, tiếp tục thu hút thêm nhiều dòng vốn FDI. Và chúng ta cũng phải đảm bảo ASEAN vẫn là khu vực hòa bình, ổn định và an toàn. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 dự kiến thảo luận và thông qua một số văn kiện như tuyên bố chung về tăng cường năng lực và hiệu quả thể chế của ASEAN, tầm nhìn ASEAN sau năm 2025, phòng chống tội phạm buôn bán người dưới tác động của lạm dụng công nghệ, bảo vệ lao động di cư trong thời kỳ khủng hoảng, y tế, hệ sinh thái xe điện và phát triển mạng lưới làng xã ASEAN. Các nhà lãnh đạo đưa ra tầm nhìn chiến lược về cộng đồng sau năm 2025, ví dụ như về một ASEAN vào năm 2045 chẳng hạn. Xem ASEAN có thể làm được gì nhiều hơn, đặc biệt là kinh tế, như hợp tác phát triển nền kinh tế số, hợp tác chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là xem xét các chương trình nghị sự khác của ASEAN như về tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tại hội nghị, dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất để củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường quan hệ giữa ASEAN và các đối tác và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Việt Nam có dân số đông, nền kinh tế mạnh, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội. Và vì thế, Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành thành viên chủ động tích cực, đóng vai trò chủ chốt của ASEAN. Cho đến thời điểm này, công tác hậu cần an ninh cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 đã được Indonesia chuẩn bị một cách tốt nhất để đảm bảo thành công cho sự kiện quan trọng này. Xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng ngày 9 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 23 cho ý kiến về 13 nội dung lớn dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đến nay đã có trên 12 triệu ý kiến đóng góp đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Nhưng còn hai vấn đề rất khó cần tiếp tục cho ý kiến là tài chính về đất đai và phương pháp định giá đất. Do luật này liên quan đến khoảng hơn 100 dự luật khác, vì vậy cần bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi khi ban hành. Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời xem xét phạm vi điều chỉnh và tên gọi của nghị quyết này trong bối cảnh một số địa phương thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi để xem xét tại kỳ họp thứ 5, quyết định tại kỳ họp thứ 6. Về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến đối với 27 chính sách mới, trong đó có việc thí điểm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Và ngay sau khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 và tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Các đại biểu ghi nhận kết quả của năm 2022 với GDP tăng trưởng 8,02%, 13 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch. Các ý kiến đề nghị cần đánh giá đúng các nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến tăng trưởng GDP quý 1 năm 2023 thấp. Bên cạnh đó là tình trạng cán bộ thiếu năng động và sợ trách nhiệm. Sợ sai thì là tốt, nhưng mà sợ sai đến mức là thiếu trách nhiệm và không chạy việc thì mới là cái đáng sợ. Cái sợ trách nhiệm và làm việc cầm chừng là một trong những cái tình trạng đang là khá phổ biến và có tính chất lan truyền. Cải thiện cái môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, điều kiện về kinh doanh, cách cắt giảm các cái chi phí cho doanh nghiệp và đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tập trung rà soát tối ưu hóa các quy trình thủ tục hành chính liên ngành, có cái chỉ đạo liên quan đến cái trách nhiệm thực thi công vụ, tránh cái câu chuyện là đùn đẩy, né tránh không thực thi công vụ theo cái nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra cần ngắn gọn, khái quát, xác thực và khách quan hơn, nhận diện cho hết các thành tựu phát triển kinh tế xã hội cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế hiện nay. Rất là khó khăn từ quý 3 đã khó rồi, sang quý 4 chúng ta cũng nỗ lực vượt. Cả năm nó giành được cái 8,02% tăng trưởng và lạm phát 3,15 thì phải nói thắng lợi lớn quá. Ngân sách thì bội thu, nhưng nó có cái khuyết điểm về cái lập dự toán, nhưng mà có bội thu lớn như thế cũng là cái mừng. Thế tổng quan lại năm 2022 là cái năm khá tốt. Thế còn đối với 2023, tình hình doanh nghiệp thì 4 tháng gần như cái số mà rút lui khỏi thị trường thì bằng cái số thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thì gần như là không có tăng trưởng về doanh nghiệp. Mà cái xu hướng này thì còn có thể diễn biến phức tạp hơn nữa trong những tháng tới đây. Thì mình phải nhận diện cho rõ cái này. Cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các quy định, nhất là quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý, người điều hành, ban kiểm soát, rà soát hoàn thiện các nội dung về tài chính của tổ chức tín dụng, về doanh thu, chi phí, lãi dự thu, trích lập dự phòng, hạch toán lãi lỗ, kế toán. Nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung chính sách liên quan đến số hóa dịch vụ ngân hàng cùng các quy định về đảm bảo an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để luật hóa những nội dung về tái cơ cấu tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu trong điều kiện bình thường, cho rằng nên có chương quy định riêng về Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm xác định địa vị pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để tái cơ cấu phát triển các ngân hàng này. Trong phần tiếp theo của bản tin,
28 tỉnh, thành phố ven biển tăng cường các công tác phối hợp lẫn nhau nhằm mang lại hiệu quả trong việc khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC về khai thác hải sản bất hợp pháp. Bộ Tài chính xây dựng và đề xuất triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế và phí để vượt khó và phục hồi sản xuất. Thưa quý vị, sau 5 năm khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định gọi tắt là IUU, Việt Nam đã trải qua 3 lần thanh tra. EC khẳng định quá trình gỡ thẻ vàng của Việt Nam đang đi đúng hướng, cải thiện tích cực. Và để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ tư, bên cạnh sự nỗ lực của chính phủ và các bộ ngành, thì 28 tỉnh, thành phố ven biển đã tăng cường các công tác phối hợp lẫn nhau nhằm mang lại hiệu quả cao hơn. Và thực tế, nhận thức của ngư dân đã thay đổi rõ rệt. 5 năm trước, ngư dân Võ Văn Tùng ở xã Cát Minh, huyện Phù Cát bị bắt vì vi phạm vùng biển nước ngoài. Con tàu gần 400 triệu đồng bị tịch thu, bị bắt giam hơn 3 tháng và phải nộp số tiền phạt rất lớn, đã khiến gia đình lâm vào cảnh khốn khó, nợ nần. Tôi bị xâm phạm, bị bắt Indo bắt rồi. Sau giờ tôi mong muốn nhất là những ai còn làm nghề biển thì cứ nghĩ gia đình vợ con mình thì nên đừng xâm phạm lắm, cứ vùng biển Việt Nam mình làm. Tỉnh Bình Định đã lập hồ sơ giám sát khá chặt chẽ, kể cả việc truy tìm những tàu cá nhiều năm không trở về địa phương. Có 318 tàu cá đánh bắt xa bờ, có nguy cơ cao được giám sát chặt chẽ từ hồ sơ đăng kiểm đến nhật trình xuất bến. Xây dựng quy chế phối hợp, đặc biệt các tỉnh phía Nam mà hiện nay đã ký được đối với Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian sắp tới là chúng tôi cũng sẽ ký kết với một số cái tỉnh phía Nam. Bên cạnh đó thì hiện nay thì đối với 10 tỉnh phía Bắc cũng đang triển khai quy chế phối hợp. Nếu mà gặp những trường hợp này thì phải báo cáo ngay cho cái cơ quan có thẩm quyền, đó là văn phòng đại diện IUU, để mà cùng phối hợp và xử lý theo đúng pháp luật, tuyệt đối không cho hải sản mà khi những tàu không đủ điều kiện. Việc niêm yết công khai danh sách tàu cá nguy cơ vi phạm IUU được các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện hàng tháng. Danh sách này được gửi cho tất cả 28 tỉnh thành ven biển để có công tác phối hợp kiểm tra, giám sát xử lý tàu cá. Ý thức chấp hành đánh bắt thủy sản của các chủ tàu được nâng lên. Nhiều tàu cá đã được đưa ra khỏi danh sách. Cần có những cái cơ chế chia sẻ thông tin cũng như là cái việc mà phối hợp, đặc biệt là có những đường dây nóng hoặc là cử ra các đầu mối. Việc nỗ lực gỡ được thẻ vàng không chỉ thể hiện chúng ta đang hướng đến việc khai thác bền vững, mà còn khẳng định vị thế của một đối tác tin cậy, có trách nhiệm và uy tín trên thị trường quốc tế. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng và đề xuất triển khai một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân về thuế và phí với khoảng 186.500 tỷ đồng. Ngoài giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu và giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước theo quyết định 01 của Thủ tướng, gần đây Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 12 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023. Việc giảm, giãn thuế này thể hiện sự đồng hành của Chính phủ giúp doanh nghiệp vượt khó và có thêm điều kiện phục hồi sản xuất kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp này cho rằng, tuy năm trước nhà nước đã có sự hỗ trợ rất lớn về thuế và phí, nhưng các doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều khó khăn bởi tác động tiêu cực của lạm phát tại nhiều nước trên thế giới. Đầu năm nay, việc chính phủ tiếp tục giảm và gia hạn một số loại thuế đã giúp các doanh nghiệp có thêm dòng tiền, giảm lo lắng vay nợ để chủ động dùng nguồn lực đó vào sản xuất kinh doanh. Giúp cho các doanh nghiệp được có cái nguồn lực nhất định để mà bổ sung cho cái lúc mà khó khăn này để tập trung cho sản xuất và kinh doanh. Từ đó vực dậy được cái lao động, vực dậy được cái sản xuất kinh doanh và tăng cái doanh số để tăng cái thu nhập cho người lao động. Giãn thời gian nộp thuế nó cũng sẽ có cái ảnh hưởng tích cực đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ cho cái luồng tiền của doanh nghiệp tốt hơn. Ngay sau khi các chính sách giảm, giãn thuế có hiệu lực, các cục thuế trên toàn quốc đã khẩn trương rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp được nhanh chóng thụ hưởng. Việc quản lý tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn người nộp thuế nộp giấy đề nghị giảm, gia hạn nộp thuế đều bằng phương thức điện tử cũng đã giúp các doanh nghiệp vừa giảm chi phí vừa dễ thực hiện. Triển khai Nghị định 12 thì chúng tôi cũng đã bằng các hình thức truyền tải thông tin qua địa chỉ email đến tất cả các doanh nghiệp và thông tin công khai trên cổng thông tin của cơ quan thuế. Đồng thời là đối với các cái cán bộ mà được theo dõi quản lý doanh nghiệp thì cũng đã truyền tải thông tin đến cho các doanh nghiệp được biết về các cái nội dung liên quan đến cái chính sách.
Đây là một chủ trương lớn của chính phủ, giảm thiểu cái khó khăn, tăng cái nguồn lực về tài chính để cho doanh nghiệp đưa vào để thực hiện lưu thông vốn và quay vòng vốn, tạo công ăn việc làm, tạo ra sản phẩm cho xã hội. Dù thu ngân sách đang giảm, nhưng chính phủ vẫn sẽ ban hành thêm nhiều chính sách hỗ trợ về thuế và lệ phí để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Các chính sách tài khoá này kết hợp với chính sách tiền tệ sẽ tạo thành một gói hỗ trợ tổng thể giúp nền kinh tế tiếp tục vượt qua khó khăn và phát triển. Thưa quý vị, nếu các nước trên thế giới như Pháp mất gần 115 năm và Thụy Điển thì mất gần 85 năm để chuyển sang giai đoạn dân số già, thì Việt Nam chỉ mất 25 năm. Và theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2039, Việt Nam chính thức vào giai đoạn già hóa, với số người cao tuổi chiếm khoảng 25,57% dân số. Và tốc độ nhanh chóng của quá trình già hóa đã đặt ra cho Việt Nam nhiều thách thức, trong đó có vấn đề chăm sóc và đảm bảo tài chính cho người cao tuổi. Và riêng về chăm sóc người cao tuổi thì sự tham gia tích cực của tư nhân và những khuyến khích về mặt chính sách của chính phủ là một trong những nỗ lực cho thấy sự động chủ động của Việt Nam trước quá trình già hóa đang đến ngày một gần. Hàng sáng, cứ vào lúc 8 giờ kém 10, các cụ ông cụ bà này lại được chở đến lớp học bán trú đặc biệt. Đến trung tâm vào buổi sáng, đến chiều họ lại được đón về với gia đình. Thay vì chọn các cơ sở dưỡng lão thông thường, hoặc chọn ở nhà với con cháu, họ lại chọn trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Thông qua nhiều hoạt động đa dạng tại trung tâm, các cụ đều thấy được sự cải thiện cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Tất cả các bạn già với nhau là vui vẻ, phấn khởi, với nhau trò chuyện như là một gia đình. Ở nhà thì con thì đi công tác, cháu đi học, thì có mỗi mình ở nhà với một con chó. Hình như là trở đi trở lại cũng chỉ có một mình, hình như là chả biết trò chuyện với ai. Từ khi đến trung tâm cho tới giờ thì tôi thấy được 4 tháng rồi và tôi thấy là sức khỏe cải thiện rất tốt và từ hôm ấy cũng không ốm đau rồi nữa và phấn đấu là cố gắng bỏ gậy. So với các viện dưỡng lão thông thường, ưu điểm của các trung tâm chăm sóc người cao tuổi ban ngày là người cao tuổi không phải sống tách biệt hoàn toàn với gia đình. Mô hình chăm sóc ban ngày chủ yếu dành cho người cao tuổi không mắc các bệnh nghiêm trọng về sức khỏe và cần có người chăm sóc nửa ngày khi con cái bận công việc. Có một bộ phận người cao tuổi rất đông là hàng ngày họ vẫn ở tình trạng sức khỏe bình thường, chưa cần cái hỗ trợ chăm sóc tối đa, nhưng họ cũng cần có một cái sự duy trì luyện tập đều đặn và cần một cái môi trường giao tiếp vui vẻ để họ đảm bảo được hai việc. Thứ nhất là một là tăng cường duy trì khả năng vận động để chống thoái hóa tuổi già. Thứ hai là tăng cường giao tiếp để giảm bớt cái sa sút trí tuệ và giảm bớt cái sự trầm cảm, hạn chế cái sự trầm cảm. Do vậy là những cái điều đó là những cái mà nó rất là thiết thực đối với người cao tuổi. Hiện nay, ngày càng nhiều hình thức chăm sóc người cao tuổi đang được phát triển tại Việt Nam như dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại nhà, chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại các cơ sở điều dưỡng hay chăm sóc tại cộng đồng. Trong các chính sách liên quan đến người cao tuổi, chính phủ đã yêu cầu từng bước tăng thị phần của khu vực tư nhân và có hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, tập thể và cá nhân đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Già hóa dân số là sự chuyển đổi nhân khẩu học đang diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Đó cũng là một cơ hội cho chúng ta, bởi già hóa dân số sẽ tạo ra nhiều dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, nhiều giường chăm sóc và nhiều yêu cầu về thiết bị vật tư y tế. Đó là cơ hội kinh doanh tuyệt vời để tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc cho người cao tuổi, tăng thời gian sống khỏe mạnh của họ và khuyến khích họ đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Vâng, bên cạnh chăm sóc sức khỏe thì đảm bảo an ninh thu nhập cho người cao tuổi cũng là một trong những vấn đề Việt Nam phải đối mặt với quá trình già hóa dân số. Và theo nghiên cứu của Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, nguồn thu nhập chính của người cao tuổi ở Việt Nam chủ yếu đến từ hỗ trợ con cái. Tuy nhiên, dưới áp lực của tăng tuổi thọ, chênh lệch thu nhập ngày càng lớn, việc phụ thuộc tài chính và gia đình ngày càng trở nên khó khăn hơn với người cao tuổi. Và trước thực trạng này, ngày càng nhiều người cao tuổi chọn cách tự chủ về kinh tế nhờ vào sự trợ giúp của cộng đồng. Đây là mô hình giá sạch của ông Nguyễn Văn Hốt, phó chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dựa vào số vốn cho vay ban đầu của câu lạc bộ, ông đã tự xây dựng nên mô hình trồng giá đậu sạch, cung cấp cho các trường mầm non và các đơn đặt hàng theo yêu cầu. Đầu mùa cái thu hoạch đậu, tôi mua, tôi để dành, thì cái giá thành của sản phẩm của mình sẽ ổn định.
Chính những thành viên được hỗ trợ vốn như ông Hốt sau khi kinh doanh có lời sẽ đem số tiền đó đóng góp vào nguồn quỹ chung của câu lạc bộ. Từ 100 triệu tiền vốn hỗ trợ ban đầu từ Hội Người Cao Tuổi thành phố Hà Nội và Tổ chức Hỗ trợ Người Cao Tuổi Quốc tế, Help Age International, quỹ câu lạc bộ đã tăng lên nhờ những sự đóng góp của những thành viên kinh doanh hiệu quả và cả những thành viên trẻ của câu lạc bộ. Số tiền lãi sau đó lại được sử dụng để giúp đỡ những người già có hoàn cảnh khó khăn. Các cái đối tượng cho vay là những người có cái kinh nghiệm kinh doanh và có sức khỏe kinh doanh. Để kinh doanh ra được lãi thì mới giúp đỡ được những người khó khăn. Thì những người trẻ như mình thì tham gia vào thì mình sẽ đóng góp thêm vào trong quỹ. Thì cho quỹ được có cái hoạt động được thêm ra. Ngoài ra thì những cái việc đấy thì mình quỹ cũng còn phát triển ra để đi thăm nom những cái chương trình chính sách của phường. Ví dụ như là 27 tháng 7 hay là những cái đợt Tết Nguyên Đán đấy thì sẽ tham gia vào gói bánh chưng, sau đó thì đi phát cho những hộ nghèo, những gia đình khó khăn. Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là mô hình được chính phủ yêu cầu nhân rộng trên địa phương khắp cả nước kể từ năm 2016 và được duy trì đến năm 2025. Với cách làm này, người cao tuổi không chỉ đảm bảo được cuộc sống khi về già mà thậm chí còn đóng góp nguồn lực cho phát triển. Theo khuyến nghị của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, nhiều mô hình như trên cần có cách tiếp cận theo vòng đời, nghĩa là có sự tham gia của người trẻ khi xây dựng chính sách để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình khi về già của lực lượng dân số này về sau. Thay vì để người dân lo lắng về cuộc sống về già khi họ bước tới giai đoạn đó, chúng tôi đề xuất có sự chuẩn bị đủ sớm cho giới trẻ, cả về hệ thống lương hưu và hệ thống đầu tư họ có thể tham gia. Bất kể phương thức nào cũng cần có sự tham gia của người trẻ, bởi chính họ là người sẽ dùng những dịch vụ đó. Cách tiếp cận vòng đời là khuyến nghị của chúng tôi dành cho chính phủ trong việc kết hợp chiến lược và chính sách trợ cấp với người cao tuổi. Vâng, và khi người cao tuổi sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn, tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động kinh tế, thì điều đó sẽ mở ra các khả năng biến tuổi thọ thành tài sản cho xã hội. Vì vậy, người cao tuổi nên được xem như là một nguồn lực cho gia đình, cộng đồng, quốc gia, và nhà nước nên tạo điều kiện khuyến khích để họ tham gia đóng góp cho xã hội. Sự chủ động của Việt Nam cả về mặt chính sách lẫn các mô hình trong thực tế sẽ giúp biến những thách thức thành cơ hội trong tương lai khi quá trình già hóa diễn ra. Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 5, ngày 20 tháng 3 âm lịch, đông đảo người dân các tỉnh Nam Trung Bộ đã tập trung về thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tham gia lễ hội Tháp Bà Ponaga tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Anna Thánh Mẫu, người mẹ xứ sở. Hàng nghìn người dân đã hành hương về đây trong lễ hội hướng về người mẹ xứ sở, tỏ lòng biết ơn đối với người đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi dệt vải. Tôn thờ mẫu hệ, mỗi làng chăm đều có nơi thờ cúng mẹ xứ sở, nhưng tháp bà Ponaga ở Nha Trang là công trình kiến trúc tôn giáo lớn nhất do người Chăm xây dựng từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13 để thờ cúng nữ thần Ponaga. Với những ý nghĩa trong đời sống văn hóa của người dân, lễ hội tháp bà Ponaga đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội tháp bà diễn ra nhiều hoạt động như lễ thay y thánh mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, v.v. Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 5. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.